Tiêu Chiến, Dương Dương và Nhậm Gia Luân cùng lúc bị triệu hồi, biến căng gì đây? Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền loạt bài đăng của blogger bàn về dàn nam chính trong các dự án truyền hình đình đám Cbiz. Trong đó, chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất của khán giả chính là vì sao các nhân vật nam chính trong phim đều mang họ Cố. Ngay lập tức, dàn diễn viên hàng đầu Cbiz như Tiêu Chiến, Dương Dương hay Nhậm Gia Luân đã bị réo tên, kèm theo những nhân vật mang họ Cố mà các nam thần từng đảm nhiệm. Chủ đề trên lập tức leo hot search bảng giải trí và nhận được lượt tương tác khủng. Cụ thể, để giải thích cho sự phổ biến của họ Cố trong tên của dàn nam chính phim Hoa ngữ, netizen đã đưa ra một vài lý do dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của họ. Đầu tiên, theo truyền thống từ xưa đến nay, người dân Trung Quốc luôn quan niệm những người họ Cố luôn có vẻ ngoài đẹp hơn bình thường, gia cảnh cũng thuộc giới siêu giàu, tài năng của những người mang họ này thường mang tính biểu tượng của thời đại. Bên cạnh đó, theo chữ viết và cách phát âm, họ Cố thường gắn với những hình ảnh tích cực và đẹp đẽ. Với nam nhi mà nói, họ Cố là phù hợp nhất khi xây dựng hình tượng một tổng tài bá đạo. Bài lý giải của blogger dù chưa được các chuyên gia thẩm định nhưng vẫn nhận được nhiều lượt bàn luận đồng tình của cư dân mạng. Ở phần bình luận, nhiều nhân vật họ Cố trong phim đã được khán giả gọi tên, kèm theo đó là danh tính nam thần đảm nhiệm thành công vai diễn đó. Những nhân vật họ Cố được xây dựng thành công trên màn ảnh Hoa ngữ mà nhiều khán giả nhắc đến gồm có Cố Ngụy, Tiêu Chiến, Cố Thiên Phàm, Trần Hiểu, Mộng Hoa Lục, Cố Xuyên, Nhậm Gia Luân, Tiểu Thư Quả Đen và Tiên Sinh Thằn Lằn, Cố Nhược Bạch, Dương Dương, Thiếu Nữ Toàn Phong, Cố Tiểu Ngũ, Trần Tinh Húc, Đông Cung. Ngoài ra, khán giả cũng dành nhiều lời khen cho sự nhập vai ấn tượng của các nam thần Cbiz trong những dự án phim ảnh trên. Có thể thấy, những nam chính họ Cố được cư dân mạng nhắc đến trong bài thảo luận đều từng làm mưa làm gió trên màn ảnh với dung mạo, khí chất và tài năng khó ai sánh bằng. Chủ đề này đã trụ bền bỉ trên top 3 hot search Weibo, bảng giải trí và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cố Xuyên, vai diễn của Nhậm Gia Luân trong Tiểu Thư Quả Đen và Tiên Sinh Thằn Lằn là một trong những vai diễn về nam nhân họ Cố được chú ý đặc biệt trong thời gian gần đây. Tiểu Thư Quả Đen và Tiên Sinh Thằn Lằn là bộ phim hiện đại hiếm hoi Nhậm Gia Luân góp mặt cùng với Hình Phi, một gương mặt sáng giá của phim ngôn tình Trung Quốc những năm gần đây. Nội dung phim mới mẻ, thú vị và hài hước. Mô típ vẫn là giám đốc bá đạo cùng cô trợ lý ngốc nghếch hậu đậu. Tuy nhiên, việc lồng ghép một chi tiết giả tưởng đã giúp bộ phim hấp dẫn hơn. Phim xoay quanh Cố Xuyên, Nhậm Gia Luân, một thanh niên đầy nhiệt huyết bỗng gặp tai nạn giao thông. Anh phải thay tim nhân tạo để giữ mạng nhưng từ đó không được hoạt động mạnh, không được có cảm xúc mạnh. 10 năm sống lặng lẽ, cuộc đời anh thay đổi khi gặp Khương Tiểu Ninh, Hình Phi, cô gái siêu hậu đậu. Tiểu Ninh nhiều lần khiến Cố Xuyên lên cơn kích động mạnh, suýt toi đời. Tuy nhiên, sự nhiệt tình lạc quan của cô lại sưởi ấm trái tim bằng máy của anh. Tiểu Thư Quả Đen và Tiên Sinh Thằn Lằn khi đó được đánh giá là có lợi thế trong việc cạnh tranh view. Danh tiếng của Nhậm Gia Luân và Hình Phi rất tốt. Phim bắt đầu được truyền miệng trên các mạng xã hội, được sự ủng hộ từ lượng fan đông đảo của hai diễn viên. So với các phim hiện đại khác chiếu cùng thời điểm như Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh và Bạo Phong Vũ thì Tiểu Thư Quả Đen và Tiên Sinh Thằn Lằn có đủ khả năng ăn chặt do hai diễn viên chính nổi tiếng hơn. Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa anh và Hình Phi trong phim rất tốt, diễn xuất của Nhậm Gia Luân trong vai anh giám đốc suốt ngày gắt gỏng cáu kỉnh Cố Xuyên khiến khán giả thích thú, nhận xét Cố Xuyên như phiên bản hiện đại của Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ